Chào mừng tất cả các bạn đã đến với khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Excel miễn phí 2022 mới nhất cùng Mộc Lan. Hôm nay lại là một cái trường hợp mới mà Mộc Lan đưa đến hướng dẫn cho các bạn làm mẫu để các bạn áp dụng cho chính doanh nghiệp của các bạn sau này. Đó chính là cách nhập liệu chứng từ mua tài sản cố định về sử dụng tại doanh nghiệp. Cái hóa đơn mẫu này thì các bạn cũng sẽ áp dụng cái chứng từ mua công cụ dụng cụ về để sử dụng. Ở đây thì tôi sẽ đi vào cái phần là chứng từ mẫu mua tài sản cố định của tôi để cho các bạn xem, và tôi sẽ thực hành làm thử một cái chứng từ cho các bạn xem luôn. Sau đó thì các bạn có thể lấy chứng từ của các bạn ra để các bạn áp dụng tương tự theo quy trình. Thì đối với cái chứng từ mua tài sản cố định này về sử dụng thì chúng ta cũng sẽ có hai bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ phải nhập chứng từ mua tài sản cố định vào sổ nhập liệu chi tiết. Và bước thứ hai thì chúng ta phải vào cái sổ theo dõi tài sản cố định để chúng ta ghi tăng cái tài sản cố định vào đó. Từ cái dữ liệu sổ theo dõi tài sản cố định, chúng ta sẽ biết được cái giá trị khấu hao hàng tháng là bao nhiêu để chúng ta hạch toán khấu hao tài sản cố định vào cuối mỗi tháng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bước đầu tiên hướng dẫn nhập mua tài sản cố định vào sổ nhập liệu chi tiết. Các bạn sẽ đi đến cái phần nhập liệu và chúng ta sẽ nhập liệu chi tiết này. Ngày ở trên cái hóa đơn này nó chính là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2017 đúng không ạ? Và bây giờ xin phép thì Mộc Lan sẽ sửa những cái năm 17 về thành năm 2021 nhé. Ở đây ngày ghi sổ các bạn sẽ điền là 01/01/2021. Đó. Ở đây cái chứng từ mua tài sản cố định giá trị trên 20 triệu đồng và đây là chuyển khoản. Nên các bạn có thể điền ở đây, nếu mà các bạn có chứng từ ngân hàng luôn thì các bạn sẽ điền là ủy nhiệm chi số bao nhiêu. Còn nếu không thì các bạn nếu mà mua hàng mà chưa thanh toán hay là chuyển khoản thì các bạn sẽ ký hiệu là MH. MH là viết tắt của chữ mua hàng đấy. Và cái mua hàng đầu tiên thì các bạn sẽ điền là 001 nhá. Nó là hóa đơn mua vào nên chúng ta sẽ điền loại mua vào. Và diễn giải đây là mua, các bạn sẽ ghi cụ thể ra mua tài sản cố định. Máy uốn tôn theo hóa đơn số 112. Đó. Thế sau đó thì các bạn sẽ điền là 211 này. Đấy, xong rồi chúng ta sẽ nhấn vào cái mũi tên này để xem cái 211 nó có những cái tài khoản chi tiết nào. Đấy, thì các bạn xem này, 211 thì có 2111, 2112, 2113. Nếu mà các bạn không biết cái tài khoản 211 nó 2111, 2112, 2113 nó là cái gì ấy, thì các bạn sẽ quay trở lại menu, các bạn đi vào báo cáo tài chính. Các bạn vào bảng cân đối tài khoản và chúng ta sẽ kéo xuống cái phần 211 ở đây, nó sẽ chia ra là tài sản hữu hình, tài sản cố định thuê tài chính và tài sản cố định vô hình. Thì ở đây chúng ta nó là một cái máy uốn tôn, nó là một cái tài sản hữu hình rồi. Nên là các bạn sẽ điền ở đây là 21111. Được chưa? Và cái tài khoản ở đây, tài khoản ghi có ở đây nó sẽ chính là cái tài khoản 331 phải trả cho người bán. Đấy, cái số tiền thì các bạn sẽ điền cái giá trị trước thuế là 402250. 402250000. Được chưa ạ? Xuống dòng này, căn chu D này. Đấy, chỗ này là thuế giá trị gia tăng này. Đầu vào theo hóa đơn ở đây các bạn sẽ sửa lại thành là 112. Đấy. Thuế thì là 133 gì? 1332 nhé. Thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định ký hiệu là 1332. Có vẫn là 331. Và tiền thuế là 10% là 40225000. Được chưa ạ? Các bạn sang đây các bạn sẽ điền cái thuế suất cho tôi nhé. Thuế suất của cái tài sản cố định này. Đây, thuế suất là 10% đúng không ạ? Đây chúng ta sẽ được điền là 10% này. Đó. Thế vào cái có ở đây các bạn sẽ xem nhé. Xem là mua của ai. Mua của ai đây? Của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thiết bị Hà Thành. Đây các bạn xem cái mã ở đây là chưa có Hà Thành rồi. Thế thì cái quy trình lại là gì? Lại là quay trở lại cái phần công nợ, vào danh sách khách hàng để tạo cái mã 331 Hà Thành. Đấy, các bạn sẽ tạo mã ở đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thiết bị Hà Thành. Tiếp theo thì chúng ta sẽ quay trở lại cái phần menu. Các bạn đi vào cái phần nhập liệu để chúng ta chi tiết cái mã đối tượng nhé. Chi tiết tài khoản 331 ở đây các bạn định khoản ở bên có.
Nên chi tiết mã đối tượng các bạn cũng phải chi tiết mã ở bên có nhá. Mã Hà Thành này. Dòng dưới cũng là 331. Cái tài khoản 331 ở đây là phải trả nhà cung cấp. Các bạn điền hạch toán ở bên tài khoản ghi có thì cái mã ở đây các bạn cũng phải chi tiết ở mã bên có. Nhiều bạn là chỉ chi tiết mỗi cái dòng trên này thôi. Thế còn cái dòng thuế suất thì lại không chi tiết. Thế bây giờ cái dòng trên thì là số tiền phải trả trong nhà cung cấp có 402 triệu 250 đồng. 250.000 đồng. Thế thì khi các bạn chi tiết mỗi cái dòng này thì nó theo dõi công nợ nó chỉ ra được cái số tiền phải trả lần này thôi. Trong khi đó cái dòng dưới này là cái dòng thuế. Các bạn vẫn phải trả cho nhà cung cấp cái số tiền thuế này và tổng tiền thanh toán các bạn phải trả cho người 442 triệu 475 nghìn. Nhưng ở đây lại cái dòng thuế lại không chi tiết. Thế thì làm sao công nợ nó lên đúng cho các bạn được? Cái lỗi này sai rất là thường gặp, rất nhiều bạn sử dụng và gặp phải nhưng không biết là mắc ở đâu nên là không làm được. Đấy các bạn chú ý nhé. Và cái phần số hóa đơn ở đây các bạn phải điền cho tôi. Số hóa đơn là các bạn điền ở dòng trên, không cần phải điền dưới dòng thuế này đâu. Các bạn điền ở dòng trên này. Đây là 112 đúng không ạ? Thì ở đây tôi điền 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, số hóa đơn có 7 số. 112. Theo thông tư 78 thì nó thành 8 số rồi. Nhưng mà thông tư cũ thì nó vẫn là 7 số. Đấy là các cái trường thông tin mà các bạn cần điền. Sau khi điền xong rồi ấy thì các bạn phải vào cái tổng hợp công nợ. Xem cái công nợ phải trả này đã lên chưa. Các bạn nhìn thấy này, có của công ty Hà Thành này 442 475 nghìn này, khớp về trên hóa đơn này. Đấy chứng tỏ là chúng ta đang nợ, cuối kỳ là đang nợ ngần này tiền, chính xác rồi này. Đấy mới là ok các bạn nhá. Sang cái phần thuế nữa này, phụ lục mua vào này, nhớ là phải lọc lại một lần nữa. Lọc lại một lần nữa xem nó có lên không. Đấy nó lên rồi này các bạn này. Thấy chưa? Rất là khoa học. Và các cái sổ từ đâu nó chạy từ đâu, từ nhập liệu mà ra cả. Đấy lên cái quý 2 bắt đầu là tiền thuế nó lại tăng lên một chút. Các bạn thấy chưa? Sổ sách nó có sẵn công thức làm, nó rất là nhàn. Các bạn đâu phải vất vả đâu. Phần mềm miễn phí, học cách sử dụng một lần sau sử dụng vĩnh viễn, đỡ phải mất công mua phần mềm. Tự làm chủ được, không phụ thuộc vào ai, không mất tiền nâng cấp bảo trì. Tiết kiệm quá rồi cần gì nữa. Chỉ có mỗi cái công bỏ ra học mà không học được thì còn làm cái gì nữa. Hiện đại thì hại tiền. Hại tiền mà chưa chắc đã đem lại cái lợi ích tốt cho doanh nghiệp. Nên là chỉ có kiến thức mới giúp bạn là làm chủ được cuộc sống, làm chủ được cuộc đời, làm chủ được cái nghề thôi. Chịu khó mà học nhá. Rồi, bài học ngày hôm nay của Mộc Lan đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những bài học tiếp theo.